Ok mọi người, bây giờ mình sẽ lên mình chặt cái dán nha, trong cái lồng trong đó. Đây là cái chỗ mà mình lên đó, mình sẽ lấy cái vật dán này rồi mình đi lên. Đây. Cái chặt dán này mình lên đó mình chặt xuống nha. Lời cũng cao lắm đấy nha. À, mấy cái lồng này nè. À, mình sẽ chặt trong mấy cái lồng trong này nè. Wow, đây đuôi tàu nè. Scary? Yeah. It is? Which one? The horse. Oh, you mean the... Yeah. This right here? Yeah. That one? How you do it? Just slide down? Yeah. Slide down or sit on it? Oh, like this. Like that. Yeah. Woo. Lên thử đi, lên thử đi. Được. Cầm lên đó. Để trai để chở xuống. Thấy không? Yeah, ok. Đi lên, làm lại đi. Bỏ nón ra quá. Bỏ nón đi, ai cầm nón. Để nó. Ồ đó coi. Nó có 3 cái lận. Nó có 3 loại lận. Cái loại kia mình cầm như này, mình ngâm như này. Cái đuôi xuống như này ghê lắm, nguy hiểm nhất á. Đi lên đi. Thôi bây giờ bác mình với mình lên nè. Đâu cao lắm đâu. Nên xây vòng vòng mà. Không sao hết đó. Đó, ta chờ quá trời kìa. Cái đó không phải cái kia kìa. Cái này mới sợ cái kia kìa. Wow. Cái kia không sao hết á. Hả? Hai tay gì cầm như đó nè, cầm như nè. Cầm gì chạy xuống thôi, chạy xuống dưới á. Không sao hết á. Thì đó nhạy nhất á. Cái đó nhạy nhất rồi còn gì nữa. Mới sợ nè, cứ đứng này nó mới sợ nè. Thôi bảo không đi đâu sợ nó bỏ. Đứng này nè. Đứng
Cầm này không xuống được. Không xuống hả? Ừ, cầm này. Có để đầu vô không? Không. Muốn thì để đầu cũng được tùy. Đó, đi đi. Đi đi, thử đi, thử đi, nè quay nè, thử đi. Yeah. Yeah. You in there too. Cầm hai cái đó, cầm hai cái đó. À, đẩy xuống. Đẩy xuống đi. Yeah, đâu. Đẩy xuống, đẩy xuống, đuổi cầm, cứ cầm, cầm chặt cái đó, cầm chặt cái đó. Đó. Không cần cái này, đi quá. Đã lắm nha. Thử đi, đi. Lên thử cái vàng, lên thử cái vàng. Đi thử cái vàng. Đi, hả? Hả? Cái vàng chơi cái vàng. Bây giờ sẵn sẵn chơi, mình chơi cho hết luôn. Đó, chơi cái vàng này nha. Mình đi màu vàng nè. Cái màu vàng là nó twist nè. Sướng quá là đi là chơi mà còn còn được hưởng thụ nữa, thứ này nè, sướng quá. Woo. When you go again, what color you go again? Blue. Yeah. Oh, trying to yellow one. Are you trying to yellow? Yeah. Is it, yellow, blue, yellow, blue, yellow, blue, yellow, blue. Yellow, blue, where do you want to go? Yellow. Yellow right here. Vô vàng nha. Let's go. Okay, yellow. Yellow, right? Yeah. Let's do yellow. Yellow is fun. Tristan, how about the other one? The drop. Oh, you haven't tried it? Yeah, I haven't tried it before, so I'm kind of scared. Which one? The orange one, right? Yeah. Yellow has like black stuff all over it. Oh, you mean the circle right here? Này cho mình trở lại thành con nít. Yellow good. Okay, you wanna go yellow? You go ahead. Go ahead.
Oh yeah, yellow. Okay. Yellow. Let's go. Yellow. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Ok, sẽ quay mình nè. Ờ, thử luôn ra mà. Cái cam này cái sợ nhất á. Để thử rồi, để thử luôn coi. Oh. Oh, that's the water right here, right? Yeah. Let's do it. Let's do the water. Ready? Ready? Not yet, not yet. Cắm lên này, cắm lên này. Để cho mình quay đi ta. Rất đẹp đã. Lên đi, lên kia, lên kia. Đi màu cam nha, giờ đi màu cam. Orange Thunder. Thanks. Quay cảm giác của mình nha. Cũng không mới sợ lắm. Mới chỉ thả không thả trên không mình thôi. Chạy ba thứ luôn. Chạy ba thứ luôn nha. Hello. What do you want to do? Blue? Yep. Yeah. You scared? Have you done it? No, I haven't done blue yet. Oh, okay. How about orange? How about orange? No, I haven't done orange. Oh, okay. Cool. Try it out. Pretty good. I try all three. Nice. Yeah. Oh.
Đã luôn á, bữa nào thím chơi đi. Không có sợ, không có sợ, đâu có sợ đâu. Đâu có sợ gì đâu. Ừ. Ờ, đã quá trời luôn. Trở lại nít, trở lại kiểu nít đó. Mày móc. Cho mấy đứa nhỏ lên đây tắm. Biết sao mà đem con mình lên đây tắm nè, đảo. Đảo trời. Mấy lần trước đâu đi đâu? Mấy lần trước đâu có dịp đi mấy cái này. Mấy người đã